thêm một cái máy xay sinh tố giá rẻ mọi người cũng có thể đầu tư cho mùa hè này nha. Đầu tiên sẽ là một cái máy xay cầm tay của nhà Lady Chef. Ưu điểm của em này là nhỏ, gọn, nhẹ, xay đá ngon lành, mà hai cái nữa là mọi người có thể xay bất kỳ đâu nhá, không cần phải dây dựa lằng nhằng vì nó sạc tích điện ấy. Vẫn là của cái thương hiệu Lady Chef nổi tiếng dành cho người lười ấy. Nên là tất cả mọi người làm chỉ cần là bấm đúng cái nút này thôi là máy nó tự xay cho mình nhá. Chí nha, mọi người còn có thể tháo cái máy ra, tận dụng cái cối xay để làm cốc sinh tố uống luôn. Sáng làm nhanh cốc sinh tố rồi mang thế này đi làm thì cũng tiện nhờ. Cơ mà mình cũng phải nói trước cho chị em là máy này nhỏ nha, cái dung tích khoảng 400ml gì đó, một lần xay thì sẽ được khoảng một cốc thôi. Và mình muốn mọi người mua hàng theo lý trí chứ không phải theo cảm xúc. Cơ mà tính ra thì kinh tế của nó rất là phù hợp tại vì nó rẻ. Còn lại thì nếu mọi người sắm cho bản thân dùng thôi thì dùng con này ngon, tiện, giá hợp lý, 9 điểm. Còn nếu muốn dùng cho lại gia đình thì đợi video sau mình kiếm máy to hơn nha.